Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng đến viếng nhà thờ họ Đạo Kim Phụng thuộc giáo hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ. Phía sau nhà thờ là một vùng cây nông nghiệp, cây trái và những ruộng lúa. Và phía sau nhà thờ là đất thánh các bạn ạ. Sát phía sau nhà thờ cũng là nhà sứ. Và chúng ta thấy nhà thờ xây dựng theo một phong cách đặc biệt Á Đông. Và phía trên tháp chuông theo hình khối lập phương đó thì có ba chữ tín vọng ái. Có thể là nói đến ba cái đức tin cậy mến của người Công giáo khi mà chúng ta tín thác vào Chúa. Và đây là thành phố ngã bảy. Chúng ta đi tiếp qua vòng xoay ngã bảy. Nhà thờ họ Đạo Kim Phụng nằm trên quốc lộ 1A. Cách ngã bảy ở phía đông nam khoảng 3 km, và từ nhà thờ Kim Phụng chúng ta đi thêm 2 km nữa về phía tây bắc sẽ tới nhà thờ Lương Hiệp mà chúng tôi đã đưa lên mạng. Đây là mặt tiền nhà thờ rất độc đáo, xây theo phong cách Á Đông hoàn toàn luôn các bạn ạ. Chúng ta thấy những cái mái cong, những tầng mái cong lên rất đẹp. Và phía mặt trước nhà thờ là nhìn ra quốc lộ 1A. Sơ lược về hình thành và phát triển, họ Đạo Kim Phụng được thành lập từ năm 1956. Cha sở đầu tiên của họ Đạo là cha Đỗ Minh Độ. Từ năm 1956 đến 1960. Tiếp theo là cha Giacobbe Lê Văn Tỏ, cha sở Phụng Hiệp quản sở từ năm 1960 đến 1961. Sau đó là cha Giuse Trần Minh Chiêu, cha sở Vinh Phát quản sở từ năm 1961 đến 1963. Tiếp theo cha Phaolô Đô và cha Luca Huân, cha sở Lương Hiệp về coi sóc từ năm 1963 đến 1975. Đây là phía bên sân trái của nhà thờ, có đài Đức Mẹ và nhà sinh hoạt. Phía bên sân phải nhà thờ là tháp chuông, cũng xây theo phong cách Á Đông, có 3 tầng mái. Và phía dưới là một dãy nhà sinh hoạt, có nhiều phòng. Sau năm 1975, cha Giuse Phạm Hữu Ngọc là cha sở Lương Hiệp quản sở từ năm 1975 đến 1995. Đây là mặt tiền nhà thờ, đó chúng ta thấy có ba chữ tín, vọng, ái. Theo mình nghĩ có lẽ là ba cái đức tin, đức cậy và đức mến vào Thiên Chúa. Và trước mặt tiền nhà thờ là tượng, là bức phù điêu về các thánh tử đạo các bạn ạ. Tháp chuông làm cũng khá chắc chắn. Nhà thờ xây theo kiểu Á Đông cũng khá đẹp và khá đặc biệt so với nhiều nhà thờ khác. Bây giờ chúng ta lên tiền đền nhà thờ. Phía trước mặt nhà thờ có nhiều cửa lớn. Và phía bên phải của nhà thờ cũng viết một câu Phụng Chúa Đức Tam Tín
vọng ái. Theo mình nghĩ có lẽ là câu này có ý nghĩa là thờ phượng Chúa và có ba đức, đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Và phía bên trái nhà thờ cũng có một dòng đối với câu bên kia, đó là thân thành nhất tư ngôn, thúc thân thành nhất. Tư ngôn hành có nghĩa là cố gắng để bản thân thể hiện qua ý nghĩ, lời nói và hành động. Đại khái vậy thôi, ai hiểu rõ hơn có thể cho mọi người biết với nha. Mình xin cảm ơn. Kế tiếp, cha Đa Minh Khải, cha Sở Lương Hiệp phụ trách từ năm 1995 đến năm 2000. Đến tháng 9 năm 2000, cha Giuse Phạm Hữu Ngọc được bổ nhiệm làm cha Sở Họ Đạo Kim Phục. Và thời này thì nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 10 tháng 1 năm 2003 và khánh thành cung hiến nhà thờ vào ngày 1 tháng 5 2005. Và đến ngày 24 tháng 7 2007, cha Giuse được Chúa gọi về và yên nghỉ trước đài Đức Mẹ của Họ Đạo. Đây là mặt bên phải của nhà thờ. Phía trong nhà thờ, bàn ghế cũng khá chắc chắn và đẹp. Phía sau cũng có các đàn. Nhà thờ không được to lớn nhưng mà cũng có những cái phần quan trọng, những cái nét đẹp riêng của nhà thờ. Và phía sau này là nhà xứ các bạn ạ. Đây có lẽ là nhà để xe. Và đây là mặt sau của nhà thờ. Xây cách đây cũng khoảng 20 năm nên cũng đang cần phải sửa sang lại. Và năm 2006 đến năm 2011, cha Sở thứ hai của Họ Đạo Kim Phụng là cha Gioan Baptista Đinh Văn Chuân. Từ 13 tháng 9 năm 2011, cha Thomas Nguyễn Phước Trinh được bổ về làm cha Sở thứ ba của Họ Đạo. Và cha Thomas đã hoàn thành việc nâng nền khuôn viên nhà thờ để tránh bị ngập nước, sửa mộ cho cha cố Giuse, ngài xây lễ đài và đường ra đất thánh, xây đài Martino Bore. Ngài cũng xây dựng đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse. Đây là mặt bên phải, mặt bên trái của nhà thờ. Phía sau này có tượng đài của cha Trương Bửu Diệp. Họ Đạo cũng có cộng đoàn nữ tử bác ái, chuyên lo việc nhà trẻ và cộng tác và việc mục vụ chăm sóc nhà thờ. Mặt bên trái nhà thờ cũng có vườn rộng. Phía bên trái cũng có những cái ô chứa nước trồng sen, trồng hoa súng. Nhìn phong cảnh cũng đẹp lắm các bạn ạ.
Cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi và đừng quên xem các video khác nhé. Thân ái chào tạm biệt. Nhà thờ Kim Phụng một lần đến viếng. Xin chào tạm biệt.